Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một đầu karaoke cực kỳ mới của Okara, đó chính là Okara H20. Và đây sẽ là một phiếu bảo hành của Okara. Và đây sẽ là một dây HDMI, anh em có thể thấy. Đây sẽ là một dây cắm nguồn. Và cuối cùng sẽ là sản phẩm chính của chúng ta, một đầu Okara H20. Màn hình nhìn khá là to anh em. Nhìn sản phẩm khá là chất luôn đấy. Mặt trước của sản phẩm với một màn hình khá là to, có kích thước là 18,5 inch. Và phía này sẽ là logo Okara với mã hiệu là H20. Bên ngoài sẽ là viền màn hình với màu trắng là màu chủ đạo, nhìn khá là sang. Và màu chủ đạo của sản phẩm này là màu hồng nha anh em. Mặt sau của sản phẩm đầu tiên sẽ là một jack cắm nguồn, tiếp theo đó là hai cổng mạng LAN. Và anh em có thể thấy đây là hai cổng mạng LAN. Bên cạnh sẽ là hai cổng USB và đây sẽ là một cổng HDMI, bên cạnh sẽ là cổng Vega. Và phía này sẽ là các đường ra tín hiệu và một cổng optical. Và anh em có thể thấy đây sẽ là giao diện của Okara H20. Nó cũng tương tự như là giao diện của Okara H10 thôi anh em. Anh em có thể sử dụng trên app điện thoại để điều khiển cái đầu karaoke này, hoặc là sử dụng trực tiếp trên đầu karaoke này nhá. Bây giờ thì mình sẽ tìm theo thể loại nhạc. Ở đây có DJ non-stop, song ca, remix, nhạc sống, nhạc đỏ, dân ca và còn nhiều thể loại khác. Và anh em có thể ấn ở dưới này, nó sẽ qua trang cho anh em những thể loại nhạc khác. Ở đây có bolero, liên khúc, thiếu nhi, nhạc trầm lòng, rất nhiều loại nhạc khác nhau. Và mình có thể hát nhạc online ở đây nha anh em, nhưng mà phải kết nối mạng cho nó có thể hát được. Và chúng ta có thể hát nhạc YouTube, nhạc SoundCloud và Mixcloud.